Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe địa hình carbon mới về tại cửa hàng em, đến từ thương hiệu của Đức Sava M8. Chiếc xe được trang bị khung carbon, cọc yên carbon và ghi đông carbon luôn các bác nhé, full carbon. Và bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, mẫu Sava M8, mẫu địa hình carbon Sava M8 cũng về tại cửa hàng em cũng 1-2 lần rồi. Em sẽ lướt qua tổng thể chi tiết chiếc xe, hình thức. Cọc yên carbon nguyên zin của Sava. Trên yên thì có cái phản quang đó nhé, yên còn rất là mới. Yên silicone, ngồi rất là êm mông cho các bác đi đường đồi núi, đổ đèo. Dây đi âm sượt cao cấp các bác nhé. Và đây các bác có thể thấy chữ M8 này, đây là mô đồ của xe Sava M8. Một mẫu địa hình carbon. Bây giờ em sửa đi lại xuống đây các bác nhé. Xe được trang bị nguyên một bộ vành của Sava Top Series nguyên zin theo xe các bác nhé. Vành phản quang, phản quang giúp các bác đi đường tối và giảm bớt được sự nguy hiểm. Đây là thông số trên vành. Xăng được xe được trang bị bộ vành lốp là 26 x 1,95, lốp còn nó khá là tốt đó nhé, sử dụng một thời gian nữa. Lưu ý trục rỗng, trục rỗng 3 tầng của Proview. Sava M8. Lát em sẽ đo chiều cao size của xe. Xe được trang bị củ đề của Shimano Alivio. Thì bên trên này các bác có thể thấy tất cả các ghi đông của Ford đều là carbon. Cả miếng long đen này cũng carbon luôn. Xe full carbon, xe địa hình, trọng lượng cũng rất là nhẹ các bác nhé, thì carbon hết, carbon sạc của nguyên zin của Sapa Sava luôn. Giảm sóc hơi, thụt hơi các bác nhé, đây có thể thấy đây lỗ bơm hơi. Lỗ bơm hơi các bác nhé. Còn bên này là khóa sóc. Xe được trang bị bộ tay lắc, bộ tay bấm xả của Shimano Alivio 9 tốc độ. Và 3 tốc độ bên đĩa là 27 tốc độ các bác thay đổi. Phanh dầu thủy lực, phanh đĩa dầu thủy lực. Đồng bộ theo xe. Phanh đĩa dầu thủy lực các bác nhé. Bây giờ em sẽ đi vào đo chiều cao không đứng của xe. 47. Vâng, xe chiều cao không đứng là 47. Ngang là 56 các bác nhé. Của các bác từ 1m63 đến 1m75 đi vừa chiếc xe này.
Đây là trang bị 9 tầng tầng lít. 2 lít. Phụ đề của Shimano Alivio. Xuống lít. Bên tay phải bộ đùi đĩa 3 tầng của Blue và đĩa Acera. Bên đĩa một chế độ rất tốt các bạn. Vòng phanh đĩa đầu thủy lực. Vâng, và em vừa đánh giá trong chiếc xe Sava đến từ thương hiệu của Đức. Chiếc xe đó, xe được trang bị full carbon từ khung, ghi đông và cọc yên. Chiếc xe được giảm sóc dầu hơi cơ luôn các bác nhé. Xe được bán tại cửa hàng mức giá là 8,9 triệu, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bạn tới nhắn tin Zalo 0975 7993 để xem hình ảnh chi tiết về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi Kia Xe Đạp và nhấn chiếc chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp có tại cửa hàng. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.